xin chào tất cả các bạn đã đến kênh youtube lý việt em của mình nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh youtube của mình hãy ủng hộ mình bằng cách bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha các bạn rồi hôm nay mình làm cái video cho các bạn bởi mình sưu tầm được một cái bài viết của nước ngoài rất là hay cho chúng ta biết về sự phát triển của bi trong tương lai nha thì các bạn hãy tham khảo để chúng ta có động lực hơn nữa trong việc đào bi nha các bạn và Trước khi bạn xem video này, nếu như bạn chưa bật T-set, hãy bật t bi lên các bạn để cho nó đào đi nha. Chúng ta hãy tiết kiệm từng giây từng phút và đừng đừng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào. À, hãy tích cực đào bi đi các bạn. Bởi vì bi sẽ có rất giá trị trong tương lai và giúp chúng ta thoát khỏi cuộc sống khó khăn nha các bạn nha. Rồi, các bạn hãy đi xem bài viết này nha. Đây. Thì đây là một bài viết tiếng Anh nha. Và cái hình ở đây là một cái dây xích mà các bạn nhìn thấy rất là nhiều số Ai Cho biết là một cái mắt xích và một cái sự phát triển về công nghệ số trong tương lai rất là mạnh mẽ nha các bạn nha Có thể thay đổi cả nền kinh tế luôn, thế giới nha các bạn nha Rồi, thì đây là bài viết bằng tiếng Anh, mình đã sưu tầm lại và mình đã à, chép từ google dịch qua để cho các bạn xem nha Các bạn xem đây Hãy trân trọng từng giây phút bạn khai thác số bi của mình ngay bây giờ. Men bi sẽ phát triển như thế nào trong vài năm tới? Đó, thế thì vài năm tới như thế nào đây? Chúng ta xem số 1. Xây dựng sinh thái sẽ đứng đầu thế giới với hàng trăm nghìn ứng dụng đang chạy. điều này các bạn nhìn thấy đúng không? Mặc dù là bi hiện tại bây giờ vẫn là giá bằng không. Mà biết bao nhiêu người đã chấp nhận trao đổi bi các bạn. Không chỉ trong hệ sinh thái À, là giống như là bi trên môn nhưng mà cũng có rất là nhiều trang thương mại điện tử mọc lên để mà trao đổi bi các bạn chưa kể những cửa hàng nhỏ ha, những tiệm hất tóc à, những à, nơi làm tóc giả hay là những nơi à, mua bán nông sản họ cũng đã mong muốn chấp nhận thanh toán bằng bi à, lớn hơn nữa thì ở những nơi thì trao đổi xe ô tô ha, hoặc là những cái à, à, mẫu điện thoại mà các bạn à, yêu thích là các bạn nha cho nên là việc mà sau này có hàng trăm hàng nghìn cái uh, những ứng dụng những cái uh, dịch vụ khác mà chấp nhận thanh toán bằng bi rất là nhiều các bạn. Cho nên là uh, các bạn hãy tích cực tia xét nha, bật tia xét nha, đừng có đừng có lười. Số 2, NFT và DeFi hoạt động bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh sẽ có giá trị lớn. Đó. Rồi số 3, các dẫn xuất và thiết bị ngoại vi của bi sẽ xuất hiện. 4 Vòng đời của tất cả các lớp sẽ được chuyển đổi và nâng cấp dựa trên mạng chính bi. Số 5. Tất cả các ngành bao gồm trò chơi, tiểu thuyết, mua sắm, phim và truyền hình và du lịch sẽ hỗ trợ sự phát triển của hệ thống bi metaverse. Có nghĩa là sau này sẽ có rất là nhiều cái cái lĩnh vực khác nhau họ sẽ ủng hộ cái bi này và họ tham gia vào để trao đổi bằng bi ha. Thì lúc này không sử dụng tiền giấy nữa các bạn. Rất là hấp dẫn đúng không? Số 6. À, còn cái việc mà các bạn nói là không sử dụng tiền giấy nữa thì à, à, ảnh hưởng tới chính phủ này nọ thì cái đó <laughs> các bạn đừng có quan tâm quá cái việc chúng ta trao đổi được thì cứ trao đổi thôi à, không suy nghĩ nhiều các bạn bây giờ các bạn không thích tiền giấy nữa thì cũng chịu thôi các bạn à, người ta thích bi thì sao số 6 chúng tôi sẽ nâng cấp lên hệ điều hành máy tính bi mobile và hỗ trợ cài đặt trên điện thoại di động à, cái này mới hay các bạn cái này mới phát triển cũng nè À nếu mà cái hệ sinh thái mà cứ trao đổi bi mà toàn là sử dụng trên app điện thoại không thì quá sướng luôn các bạn. À, rất là tiện lợi luôn nha. Chỉ cầm cái điện thoại là mọi thứ đều được giải quyết nha. Rất là đã. Cho nên là với công nghệ này á, công nghệ MB Mobile này á thì rất là khủng khiếp. Mà các bạn biết rằng uh, Elon Musk cũng là phát triển cái điện thoại Tesla đó các bạn. Tesla Mobile á bây giờ có Bi Mobile đó. Cho à, nên là các bạn hãy để ý điều này có thể là là có sự liên kết cho nên là, là bi nó sẽ rất là giá trị cao trong tương lai nha và tương lai này không phải là xa 10 năm 20 năm đâu mà chỉ là 1 đến 3 năm năm thôi 1 năm 3 năm 5 năm thôi không có lâu đâu cho nên là các bạn hãy giữ bi thật kỹ nha số 7 chúng tôi sẽ kết nối với các chuỗi cộng đồng khác và duy trì dữ liệu đầy đủ không rồi số 8 chúng tôi sẽ tối đa hóa giá trị và cải tiến thiết bị phần cứng của mình số 9. Nó sẽ thúc đẩy nâng cấp tiền điện tử, bionic, sinh học, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Số 10. Bước vào một xã hội khoa học và công nghệ số văn minh hoàn toàn mới, mức sống của người dân sẽ được cải thiện trở lại. Sau vài năm xây dựng sẽ có hàng chục ứng dụng nặng hoặc là đáp trị giá 5.000 đô la trong hệ sinh thái vào năm 2025 và nhiều người sẽ hết thời gian khóa vào năm 2025. Đó, kiếp cho các bạn ứng dụng nặng chắc là trò chơi lớn luôn các bạn nó kiểu như vậy à, trong tương lai tiền kỹ thuật số sẽ có thể lan rộng trên toàn thế giới công ty sẽ được chọn phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình thay vì cổ phiếu đó à, có nghĩa là trong tương lai này thì cái công nghệ kỹ thuật số nó sẽ phát triển các bạn chứ không phải là tiền pháp định ở đâu ha à là tiền kỹ thuật số sẽ rất, phát triển rất là mạnh thay thế luôn cái công nghệ cũ bây giờ ha đó. tiếp theo là kinh tế số xã hội số đây là xu thế phát triển tất yếu của thời đại người nghèo là người nghèo vì họ không vì họ sống trong vòng quay của sự nghèo nàn về tinh thần để thay đổi vòng quay đó, chúng ta cần thoát ra khỏi con đường nghèo đói bẩm sinh. Có nghĩa là thay đổi suy nghĩ đó các bạn. Nghèo hoài mà không có suy nghĩ thay đổi thì sẽ nghèo hoài thôi. Đấy không? Phải cần thoát ra bằng cách là suy nghĩ khác đi tiếp cận với công nghệ, tiếp cận với tiền kỹ thuật số để mà tiến lên sự giàu có. Nó đòi hỏi một lĩnh vực tư duy và nhận thức để chấp nhận những điều mới. Sự giàu có của người giàu không đến vô ích. Ngày nay, các gã khổng lồ công nghệ và gã khổng lồ internet trên thế giới đang cạnh tranh trong không gian bi. Cũng như các bạn, cạnh tranh trong không gian bi nha, chứ không phải cái khác đâu. Bi sẽ thay đổi thế giới, định hình lại nền kinh tế, định hình lại hệ thống và đặt nền móng cho 30 năm tới. Khủng khiếp cho các bạn, đặt nền móng cho 30 năm tới. Bi tiếp tục khai thác và giữ an toàn Bi. Rồi. Đó thì thông qua cái bài viết này, hy vọng là nó mang lại sự tích cực hơn nữa trong cái việc mà uh, kiến thức về Bi các bạn, cũng như là cái việc mà làm chúng ta có thói quen là siêng năng bật tia sét nha. Cho nên là rất là mong muốn là bài viết này sẽ ảnh hưởng đến các bạn để các bạn tích cực hơn nữa trong việc đầu bi và có nhận thức rằng bi sẽ có rất giá trị trong tương lai. Nhờ đó các bạn sẽ giữ chặt bi để mà chúng ta thoát sự khó khăn bây giờ. Tương lai chúng ta sẽ có một tư, một cái tư, tương lai tươi sáng hơn các bạn nha. Rồi, nếu các bạn có à, câu hỏi gì có thể bình luận dưới video để mình giải đáp cho các bạn nha. Và đừng quên cho mình một like trên video để mình có động lực hơn nữa trong việc tìm kiếm các thông tin cung cấp cho các bạn. Và nhớ đăng ký kênh youtube của mình. Rồi chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để khi mình ra video mới các bạn lập tức nhận ngay thông tin mà các bạn cập nhật. ha Còn các bạn nào mà chưa đăng ký bi hãy đi vào mô tả video của mình xem cách đăng ký như thế nào. Thì đăng ký cho các bạn rất là dễ. Trong đó mình đã để video hướng dẫn rồi. Các bạn cứ làm theo là được. Mã giới thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình cho các bạn rồi chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại